hộp bán sẵn thì nó to thì bọn em sẽ mất nhiều cái cốt, còn mình tự làm cái này á thì nó sẽ cái cốt thì mình không tốn nhiều. Mình đo này, cuộn tiền vào đến đâu thì mình cắt đến đấy. Cắt thẳng này. Cái này mình có thể tự làm được thì nó không tốn tiền. Đó, mình xong mình để nó bằng nhau này nhé. Cái video này thì hướng dẫn mấy lần rồi mà. Quận vào này nhé. Đó. Mình cắt cho là hai này bằng nhau này. Được chưa? Căn cho nó bằng mấy cái ghim. Ghim hai cái như này này. Ghim dọc này thôi nhé, đừng ghim kiểu nha. Đúng rồi. Cái này bọn em rút phải rút thẳng tay nhé. Khi ra cho khách mình cũng bảo khách phải rút thẳng tay. Bây giờ rút thử một đừng tí được. Đừng rút ngang. Rút thử được không? Đấy, rút thử đi. Đây mình đưa lên tí. Sâu quá. Moi ra được mà. Đây để đây. Đấy. Đấy. Được đấy. Được đấy. Nè em bảo gì đúng không? Em bảo chả được, thầy không được. Bơ la đấy này nhà hạt nhỉ. Nè em bảo là chỉ có thầy cho cái này. Thì xem ở cái video nó cho vào cái hộp của mình này. Cái hộp này thì người ta bán sẵn, còn đây là mình tự làm. Nên là mình dán này, dán cẩn thận là dán thẳng đấy. Không cần chặt quá đâu cho nhiều khi lôi cả bánh lên luôn. Có đứa nó lôi cả cục lên đấy. Lôi cả bánh lên luôn đấy, nó không để đi. Tức là nó giật một vắt một cục lên. Nó phải bám sắt ở bên dưới cái này. Phải kéo từ từ. Không cần làm kỹ như chúng nó đâu. Cho cái gì cũng được. Sau khi nó đặt hoặc là ví dụ là đặt cô gái sinh nhật bà mẹ đặt cái bà già ngồi đây là sẽ dính cái này vào cái lưng ấy. Trong gia đình này đang tàn kiểu rút tiền ra, em ở bên kia muốn làm với em mà cho em không ai làm cái này. Đây. Chị làm cho bố chị này mà. Chị chỉ cần gọi đến quán là bao nhiêu tiền, bao nhiêu tờ là nó có gì. Bây giờ kiểu cứ kiểu làm hoa trong rồi. Mỗi người thích một kiểu. Lấy kéo hoặc lấy con dao. Ai làm? Thầy dễ kiểu đấy là đây nhá, cắt này, mình sẽ chia đoạn dưới này ra nhá, đo vừa cái này thôi, đây, chút để đo lên mình sẽ để đấy, cắt thẳng xuống, có nhiều đứa nó cắt thủng cái này xong nó còn dán một băng dính ở dưới. Đúng dán rồi. Cái này như thế là không cần cẩn thận quá này đâu. Còn như ví dụ ấy khách về lôi lên đi đâu cái này là bỏ rồi. Không, cái này mình lấy vào chị lấy là một chút ở trên nửa nhá vào mình mơ ra này. Ui giời này nhá, cái đấy sâu quá thì mình có thể để giải cái miếng này vào. Không cần làm sâu quá đâu, không cần chặt quá chặt đâu. Chỉ cho các loại vị vào. Đầu tiên là cho bằng kia. Thập cẩm. Ăn cái này là ngọt, phải được đầu ngang này. Đâu? Okay, đâu ngon đâu, nó chua mà, chua mà gì đâu. Đâu này ngon mà. Ta thẳng như này. Đấy. Thế mà muốn đặt sâu xuống thì mình cho dịch này lên. Bây giờ là dính keo nến. Dính luôn cũng được mà em làm sau cũng được, không sao. Ở đây là mình cắt cái này mình đặt lên. Che lên một tí ở đây. Đó. Che ở đây. Nhầm đầu. Bé cái bề. Không bao giờ lôi. Yên tâm cứ về lôi lên gọi điện. Gọi điện lại. Đây là thử luôn. Bây giờ đã biết ở đây là xong rồi. Thôi vào. Cái nào để mà dán nó ngay hơn. Bây giờ em tính em thích dán cái gì thì em dán vào thôi. Thế vừa nãy thầy con dán luôn. Không, bây giờ vẫn dán được mà. Chị cắm cái hấp bị vào đây vào không? Chị dán vào. Đây, mình lôi ra được. Đấy, lôi ra một tí phải. Bây giờ mình che nó đi. Che này. Lấy đi. Ở Gia Lai là không có cả gì luôn. Em đi sò. Đi sò như nào? Bây giờ thành thế này. Ôi giời ơi, thế này được. Bông hoa này trong đấy. Này làm là đẹp. Ai giống cái gì đây anh?
thầy. Nếu có đỏ đấy rắc luôn được mà, không sợ đâu. Không, nó không nhè đâu mà, có cái ấy đâu mà nhè. Ở bên phòng bên kia chỗ cái tủ. Mà đỏ ấy hơn không ạ? Màu đỏ đây này, đưa cái màu đỏ. Bỏ cái đỏ ấy rắc luôn được mà, không nhè đâu. Rồi. Đó, để nguyên này thôi. Không để hộp đâu. Mai nó ở đâu cho. Nó vẫn nhè mà. Đấy, xong rồi lấy cái viên vàng ra. Em có thể em cứ dùng cái dây cân ra để đủ lại chứ. Chứ không thể để bên ngoài được, không đấy là đốt luôn nên là nó mới. Nhưng mà đốt xong nó tầng lem ra mà. Đấy là chưa để tủ lạnh, chưa để tủ lạnh. Em đốt xong rồi em để tủ lạnh rồi. Thế là phải để tủ lạnh. Đúng rồi, biết động xô không để cao lên. Xô ra xong rồi lại phải đi thêm một lượt khó nữa. Đúng rồi, nó cao lên. Lúc nào em đi thì em lấy. Em biết đi thêm mà để tụi bạn đi thêm. Xong rồi về nhà không táo, táo làm được bao nhiêu biết. Không làm, làm luôn được. Nhưng mà sau đó để tủ lạnh. Làm này xong lại đi thêm một lượt khó nữa. Xong có đợi với này cho cái giấy. Vâng, đúng rồi, phải thêm một lượt nữa. Xong rồi cho cái giấy vào thêm một lượt. Lại đi được, ổn thế là 3 lần. Nó phải cao để khi mình đốt nó không chạm xuống cái chữ. Có nào liên đi hai hai lần thế mà vẫn bị nhỉ? Vẫn bị là nó vừa viết xong nó đốt luôn, nó không không khô. Nó không khô cái chữ. Đúng rồi. Ôi cho cái đấy quên thế, cho cái trắng trắng học chưa? Cho giờ kệ đi. Mình quê đây. Chị kệ đi, kệ đi chị. Coi như chúng ta không biết gì. Em không biết gì. Mà con chó. Nếu ai ra chơi phương lúc này. Bóp cho tí em thôi. Vấn đề là như thế.